Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 5 tây tháng 5 anh em. Rồi buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô máy anh em, mười mấy lô máy ha. Rồi trưa nay thì có lên là những cái lô cây máy nhỏ lẻ anh em, cái này thì anh em là chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái lô này giùm em ha. Đây là những cây máy riêng lẻ anh em, siêu to khổng lồ luôn. Rồi có con Hitachi 37 ly nè, G3K, nòng 36 ly. TL43 hàng Trung Quốc xuất Nhật 1,5 triệu, nòng 40 ly. Honda GS22. Còn đây là Echo 35 anh em, nòng 36 ly ha. Nòng 36 ly ba lô. Còn đây là G3D, nòng 36 ly anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn ngổ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ ha, nắp xăng, nắp e, đầu bò, chén kẹp thì bao đầy đủ hết nha anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Lô đầu tiên là con này là con Zenoth G3D nha anh em. Con này thì là nòng 36 ly ha. Bình xăng của nó là bình xăng trên nha anh em. Zenoth G3D. Rồi cần của nó là cần xoay. Con số 1 800.000. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 1 800.000, Zenoth G3D bình xăng trên. Con số 2 là con Echo 315 nha anh em. Echo 315 nòng của nó là nòng 36 ly ha, ba lô. Rồi nòng 36 ly, con số 2 là 1,4 triệu. Echo 315. Rồi đầy đủ cần lắp dây, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn ha. Rồi số 2 1,4 triệu, Echo 315. Con này thì nó xài là xài giật thường nha anh em, con này xịt giật thường ha. Mặt giật là mặt giật thường. Rồi con này thì G3D nha anh em, bình xăng trên, nòng 36 ly. Rồi con số 3 là con Honda GS22 nha anh em. Honda GS22 ha. Rồi con số 3 này là 1,4 triệu, tay lái của nó là tay lái dài. Honda GS22. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 3 anh em 1,4 triệu, Honda GS22. Lô số 4 là con Mitsu. Mitsu này là Mitsu TL43 anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật, nòng 30 nòng này nòng 40 ly ha. Bình xăng lớn là trắng sáng luôn anh em, bao đẹp luôn. Rồi, con này thì nòng 40 ly, ga bóp luôn anh em, ga bóp hệ luôn ha. Đây ga bóp hệ. Rồi con số 4 anh em 1,5 triệu. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Số 4 1,5 triệu. Mitsu TL43 hàng Trung Quốc xuất Nhật. Rồi con số 5. Con số 5 là con Zenoth G3K nha anh em. G3K ha. Con này thì là bình xăng dưới nha anh em. Tum lớn bố cung lớn luôn. Con số 5 2,3 triệu, ga bóp hệ luôn nha anh em, ga bóp hệ luôn ha. Em lắp cho nó một bộ tay lái ga bóp hệ luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 5 2,3 triệu, Zenoth G3K. Rồi con số 6 là con Hitachi nha anh em. Hitachi 33 ha, nòng 37 ly. Con số 6 là 1,1 triệu, tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Đầy đủ luôn ha. Lô số 6 1,1 triệu, Hitachi 33 nòng 37 ly. Rồi con này là Hitachi 33 nha anh em, nòng 37 ly 1,1 triệu. Con này là Zenoth G3K ha, bình xăng dưới nha anh em. Rồi con này là 2,3 triệu. Mitsu TL43 hàng Trung Quốc xuất Nhật 1,5 triệu. Honda GS22 nha anh em, con này 1,4 triệu ha, mắc kính da băng luôn. Còn đây là con Echo 315 nha anh em. Echo 315 nòng 34 ly, ủa nòng 36 ly. Con này 1,4 triệu. Zenoth G3D, con này nòng 36 ly luôn anh em. Rồi tiếp theo là lô số số 7. Lô số 7 là lô này là lô Kawasaki nha anh em, TD33 ha, nòng 37 ly, bình xăng là bình xăng trên nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Kawasaki TD33 nòng 37 ly, bình xăng trên. Hai con này thì bao đẹp luôn nha anh em, nước sơn được còn xanh mướt luôn ha. Rồi, hai cây là 2,4 triệu anh em, 1,2 triệu một cây. Lô số 7. Lô số 8 là Makita 4 thì nha anh em, Makita 4 thì ha. Rồi ta lái là ta lái dài ra bóp hệ luôn anh em. Rồi hai cây là 2,2 triệu, 1,1 triệu một cây. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 8 hai cây 2,2 triệu, Makita 4 thì. Lô số 9 là hai con Magu anh em. Magu này là Magu 23 sắc lớn ha. Rồi hai cây là 1,9 triệu anh em, 950.000 cây. Ta lái là ta lái dài luôn, Makita sắc lớn. Rồi lô số 9. Rồi lô số 10 nha anh em. Lô số 10 là hai con Kawasaki TG20. TG20 nha anh em. Lô số 10 này là hai cây 1 triệu ha, 500.000 một cây. Kawasaki nha anh em, màu xanh.
ta lái là một tròn và một dài ha. Đầu bò chính kịp giao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 10, 2 cây 1 triệu. Kawasaki anh em, TG20 ha. Lô số 10. Rồi con này lô này 2 cây 1 triệu anh em. Còn đây là Magu 23 sắc lớn ha. Cái này 950 ngàn cây. Còn đây là Makita anh em. Makita 4 thì 1 triệu 1 cây. Còn đây là Kawasaki. Kawasaki TD33 nghe anh em, nồng 37 ly, cái này 1,2 triệu cây nghe anh em. Lô số 7 ha, Kawasaki. Rồi tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là lô này là lô bao anh em. Tanaka bao ha, lô này thì 4 cây nghe anh em. Lô này bao đẹp cho anh em luôn. Rồi hơi lửa ngon lành, giá rẻ nghe anh em. Hai cái tay lái dài và hai cái tay lái tròn. Rồi lô này 4 cây 1 triệu 6. 400 ngàn một cây nghe anh em. Tanaka Bell. Rồi đầu bò trứng kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 11, 4 cây 1 triệu 6, 400 ngàn cây. Lô Bell nha anh em, 400 ngàn cây hơi lửa. Lô số 16 là Gobin nha anh em. Gobin là Gobin 4 thì ha. Gobin 4 thì săn riêng nhất riêng. Rồi 2 cây là 2 triệu 3, 1 triệu 1, 50 một cây. Makita 4 thì nha anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn ha. Rồi đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ hết nha anh em. Gobin 4 thì. Lô số 16, 2 cây là 2 triệu 3. Ủa lô số 12 chứ lộn. Lô số 12 anh em ơi, em ghi lộn rồi. Rồi lô số 12 nha anh em. Lô số 12 ha, 2 cây này là 2 triệu 3 ha. Rồi lô số 13 là lô Gobin nha anh em. Makita cổ ngỗng ha, Gobin cổ ngỗng luôn, trợ lực. Lô này thì hai con trợ lực lớn nha anh em, một con mặt trực thường ha. Rồi tay lái của lô này thì nó thiếu tay lái thì em lắp cho anh em tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 13, 3 cây 2 triệu. Lô bên cổ ngỗng nha anh em, 3 cây 2 triệu. Lô số 13. Rồi lô số 14 là Echogen nha anh em. Echogen này thì là 500 ngàn một cây ha, 3 cây 1 triệu rưỡi. Echogen. Rồi tay lái của lô này là tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn ha. Rồi Echogen nha anh em, nồng 32-34 ly, 500 ngàn cây, 3 cây 1 triệu rưỡi, lô số 14. Lô số 15 là lô này là lô Echo 240, nồng 34 ly nha anh em. Echo 240, nồng 34 ly. Lô này thì tay lái là 3 tay tròn và 3 tay dài ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 15, 6 cây là 4 triệu rưỡi 50, 750 ngàn 1 cây. Echo. Echo 240 nha anh em, nồng 34 ly ha. 750 ngàn cây. Echogen thì 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn ha. Gobin cổ ngỗng. Lô này 3 cây 2 triệu. Gobin 4 thì. Lô này 1 triệu 150 một cây. Còn đây là Tanaka Bell nha anh em. Lô này 400 ngàn cây ha, 4 cây là 1 triệu 6. Rồi lô số 16 nha anh em. Lô số 16 là lô Echo ha. Echo này là Echo 200 nha anh em. Echo 200. Echo 200 lô này thì ta lái là 2 tròn và 1 dài nha anh em. 500 ngàn cây, 3 cây là 1 triệu rưỡi. Lô số 16, 500 ngàn cây. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Rồi Echo 200 ha, 500 ngàn cây, 3 cây 1 triệu rưỡi. Lô số 17 là lô Magu nha anh em. Magu này là Magu 20cc ha, lô này thì bao đẹp luôn nha anh em. Bao đẹp luôn. Rồi ta lái của nó là ta lái dài cho anh em luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Rồi Magu 20cc tôm gầy. Rồi lô này 3 cây 2 triệu nha anh em, 3 cây 2 triệu ha, lô số 17. Lô số 18 là Magu 20 tôm liền. Rồi lô này Magu 20 tôm liền, lô này thì 650 ngàn một cây nha anh em. Ta lái của nó là ta lái dài hết luôn ha. Ta lái dài hết luôn. 650 ngàn cây. Rồi lô này 3 cây là 1 triệu 750 nha anh em. Magu ta lái dài, đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ hết luôn ha. Rồi lô này 650 ngàn cây, lô số 18. Lô số 19 là Giobi và Zenoth nha anh em. Giobi Zenoth ha. Giobi này Giobi vàng nha anh em. Lô này là 4 cây. 4 cây, tay lái của nó là 3 dài và 1 tròn. Giobi vàng. Rồi lô này là 26cc nồng 34 ly hết nha anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 19.
4 cây 3 triệu anh em, 750 ngàn cây. Ê, dưa bi màu vàng. Rồi 750 ngàn cây anh em, 4 cây 3 triệu. Magu 20 tum liền, lô này 650 ngàn một cây. Magu 20 tum gời, lô này 7 nha. 3 cây 2 triệu anh em. Echo 200, 500 ngàn một cây ha. 3 cây là 1 triệu rưỡi. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.